Ồ, Hạnh Nhật Tấn xin kính chào tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại với cái kênh Lữ Tài của mình. Mình tên Hạnh Nhật Tấn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho tất cả các quý vị, tất cả các anh chị những cái ngày tốt để chúng ta có thể dựng cửa trong cái tháng 9 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu này. Dựng cửa trong này thì mình nói là dựng cửa chính hoặc là dựng cửa sổ hay là tạo cửa cửa ngõ vẫn được luôn các quý vị. Rồi mời tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng theo dõi nhé. Thì cái việc dựng cửa thì các anh chị nên lưu ý những cái hung tinh này, đó là ngày tam nương, ngày nghiệp kỵ, ngày dương công kỵ nhật, ngày sát chủ, ngày thọ tử, ngày quản quông, ngày trực phá, ngày trực kiên, ngày trực định. Tại vì ngày trực định nó có tử khí cho nên là nó kỵ dựng cửa, nó kỵ dựng cửa chính, còn cửa phụ thì nó không có kỵ nha. Ngày nghiệt ểm, ngày nghiệt sát, ngày chu tước, ngày thiên tặc, ngày địa tặc, ngày câu giảo hà khôi, ngày hoang vu, ngày chánh tứ phới, ngày thiên địa chuyển xét, ngày thiên địa tranh hùng. Rồi sau khi tôi đã soạn rất là kỹ lưỡng và tôi loại bỏ rất là nhiều ngày, và tôi đã chọn ra cho tất cả các quý vị, tất cả các anh chị được là 4 ngày tốt để chúng ta có thể dựng cửa. Trong đó thì ngày có 2 ngày trung bình, đó là ngày mùng 1 tháng 9 và ngày mùng 9 tháng 9. Nói về việc dựng cửa thì 50 trên 50, tức là nó chỉ tốt một nửa. Còn 2 ngày tốt còn lại đó là ngày 11 tháng 9 và ngày 26 tháng 9 mới là tốt thật sự để chúng ta có thể dựng cửa. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích từng ngày nha các quý vị. Ngày 1 tháng 9 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu, ngày này là ngày Đinh Hợi, nó thuộc về là hành thổ, nó là trực mãn, nó là thứ tư hàng tuần, nó nhằm ngày mùng 6 tháng 10 dương lịch, tức là ngày dương lịch là ngày mùng 6 tháng 10 và ngày âm lịch là ngày mùng 1 tháng tháng 9. Và bởi vì nó là ngày Hợi cho nên nó kỵ người tuổi Hợi, người tuổi Thân và người tuổi Tỵ nha các quý vị. Và khung giờ tốt của cái ngày hôm nay để chúng ta có thể dựng cửa đó là giờ Mùi, từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút. Đó là chỉ có khung giờ này thôi. Và còn khung giờ tối là từ giờ Tức, là từ 19 giờ cho tới 20 giờ 59 phút các quý vị. Thì cái ngày này nó thuộc về là cái ngày trung bình, vì những cái ngày mà nó xấu á, hoặc là nó xấu một nửa, tốt một nửa đó, là những cái ngày đó á, là đa phần là nó ít có những cái khung giờ tốt lắm. Giờ chúng ta bước tiếp qua cái ngày mùng 9 tháng 9 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu để chúng ta có thể dựng cửa. Đó là ngày Ất Mùi, đó là ngày Ất Mùi, nó là hành kim, nó là trực thâu, nó là thứ năm hàng tuần. Nó nhằm ngày 14 tháng 10 dương lịch. Và ngày này bởi vì nó là ngày Mùi cho nên nó kỵ người tuổi Mùi, người tuổi Tý và người tuổi tuổi Sửu. Khung giờ tốt của nó là giờ Dần, từ 5 giờ cho tới 6 giờ 59 phút. Giờ Tỵ là từ 9 giờ cho tới 10 giờ 59 phút. Và ngày này nó cũng có một khung giờ nữa, đó là giờ Dần. Nhưng khi dựng cửa thì chúng ta nên tránh giờ Dần. Đó. Và cái ngày này nó cũng là ngày tốt trung bình, cũng không có tốt lắm. Nào. Rồi, chúng ta bước qua cái ngày tốt thật sự của cái tháng 9 để chúng ta có thể dựng cửa. Đó là ngày 11 tháng 9 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Đinh Dậu, nó thuộc về hành hỏa, nó là trực bới. Trực bới là tốt cho cái việc đóng cửa. Trực bới là tốt cho cái việc làm cửa. Làm cửa có thể mở ra và đóng vào. Đó là ngày trực bới là cực kỳ tốt nha các vị. Tức là mình làm cái cửa là để chống trộm. Cho nên ngày trực bới là rất thích hợp. Đó, tại vì mình đóng rất là kín. Đó. Nó là thứ bảy hàng tuần, nó nhằm ngày 16 tháng 10 dương lịch. Và bởi vì nó là ngày Dậu cho nên nó kỵ người tuổi Dậu, người tuổi Mão và người tuổi Tức nha các quý vị. Tức là những cái tuổi nào dùng vào ngày này cũng tốt, nhưng trừ cái tuổi Dậu, tuổi Mão và tuổi Tức là ba tuổi này chúng ta không nên dùng vào ngày này. Nếu mà dùng vào ngày này sẽ ngày này thì trở thành ngày đại hung. Đó. Và khung giờ tốt của nó lại là giờ Dần, từ 11 giờ cho tới 12 giờ 59 phút. Và một khung giờ tốt nữa đó là giờ Mùi, từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút. Chỉ có hai khung giờ này thôi. Và có thêm một khung giờ Dần nữa mà dựng cửa là nó kỵ khung giờ Dần nha các quý vị. Rồi, chúng ta bước tiếp qua cái ngày tốt thật sự
của cái tháng 9 để chúng ta có thể dựng cửa nữa. Nhưng mà ngày này cũng là ngày tốt cuối cùng trong tháng để chúng ta có thể dựng cửa. Đó là ngày 26 tháng 9 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày này thuộc về là ngày Nhâm Tý, nó là hành mộc, nó là trực mãn, nó là chủ nhật hàng tuần, nó nhằm ngày 31 tháng 10 dương lịch. Bởi vì ngày này là ngày Tý cho nên nó kỵ người tuổi Tý, người tuổi Ngọ và người tuổi Mùi. Khung giờ tốt của nó là giờ Mão từ 5 giờ tới 6 giờ 59 phút. Giờ Ngọ là từ 11 giờ tới 12 giờ 59 phút các vị, chỉ có hai khung giờ này thôi. Các vị tranh thủ mà làm nha. Khi nói đến cái việc dựng cửa thì các quý vị nên lưu ý giùm tôi một điều, đó là chúng ta nên tránh bảy loại người. Cho nên á, khi mà dựng cửa hoặc dựng cung khung cửa mà cửa chính nó có vị, còn mà cửa sổ đồ á là mình làm mình chỉ kỵ sơ sơ thôi. Còn mà lỡ mà mình dựng cửa chính á, mình phải cần lưu ý tránh giùm tôi bảy loại người. Một là người có tang trên đầu, hai là người tuổi bị tam tai, ba là người tuổi bị xung với năm hoặc là tuổi bị phạm với thái tới, bốn là người có vợ đang mang bầu, năm là người phụ nữ tới tháng, sáu là người có tánh tình chậm chạp, bảy là người có nét mặt hay u buồn. Đó là những là bảy loại người này chúng ta cần phải phải tránh. Khi mà chúng ta dựng cửa thì chúng ta nên kêu người nhà đứng hai bên và ngăn chặn đừng cho ai qua lại nữa. Đó là mình nói thì mình năn nỉ người ta là đừng đi đường này trong vòng 20 phút để chúng ta dựng cửa lên. Khi chúng ta dựng cửa lên, thắp nhang, thắp hương, làm bàn hương án, cúng bái xong rồi tứ thuốc được xong, bắt đầu dựng cửa lên là khi mà nghi lễ vừa xong, đốt nhang giấy, giải muối gạo xong là lúc đó chúng ta mới mở đường cho người ta đi. Còn khi mà chúng ta bắt đầu dựng cửa thì chúng ta nên đóng hai bên đường lại, đừng cho ai qua lại. Đó, khi mà người ta qua lại, ví dụ như người bầu người ta qua lại thì nó rất là nặng, nó làm cho cái cơ nghiệp của chúng ta, việc làm ăn của chúng ta sau này nó rất là chậm chạp. Còn nếu mà chúng ta mà có người bị tang trên đầu mà đi ngang qua thì nhà chúng ta sau này sẽ bị trùng tang. Còn mà nếu mà có người mà bị tam tai đi ngang qua thì nhà của chúng ta luôn luôn gặp những điều xui xẻo và có thể bị mắc mạng liên tiếp, người trong nhà mắc mạng liên tiếp các quý vị và mắc tai nạn liên tục. Đó. Cho nên chúng ta cần phải lưu ý bảy loại người này để chúng ta tránh. Nên nhớ nha các quý vị. Rồi, coi như là quý giáo xem ngày tốt ngày đẹp để chúng ta có thể dựng cửa trong cái tháng 9 năm 2021 âm lịch năm Tân Sửu. Đến đây cũng đã hết rồi. Hàng Nhật Tấn xin được khép video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị, tất cả các anh chị ở những video sau. Hãy nhớ bấm like và bấm nút đăng ký kênh cho mình để kênh của mình một ngày một phát triển mạnh lên, để Hạnh Nhật Tấn có nhiều niềm vui hơn, có nhiều tư duy hơn để sản xuất ra thật nhiều video hay hơn và bổ hơn nữa để cống hiến và chia sẻ lên cho tất cả các quý vị và tất cả các anh chị ạ. Rồi, chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và tất cả các anh chị nha. Chào.